Zelo cho các bạn nha. Ok. Vai tirar isso já? Okay. Tira isso, vai meter aqui. Já? Já. Ok, hello chào các bạn nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Đấy, hôm nay là mình đã trả lại những cái bếp này về đúng cái vị trí của nó. Vì ngày hôm trước thì cũng đưa cái mấy cái bếp này là về chỗ Linh đấy là để thử test thử. Hôm nay là chính thức là sử dụng ở trên trang trại này các bạn nhá. À, mà cô rồi đi đây tụi kì. Hola. Isu. Vai ficar ali. Đấy. Đưa vào trong cái khu này là sẽ không bị mưa nữa. Hai nữa là Hai nữa là khi mà các cái bếp ở bé bé đây này. Đây các bạn. Các cái này là mưa ướt ở phía dưới có thể là bị dính mưa ướt, nhưng mà cái bếp này là mình đã chế lên cao như này thì là rất là ok, mưa là không sợ nữa, nước điếc là không sợ nữa. Dạ. Agora tudo fogo, dạ. Cozinha aqui. Dạ, também vai tem frango, tem frango. Também vai cozinha, dạ. Dạ. Vamos. Vamos. Đấy, cũng mua thêm một thùng đùi gà lên nữa là để ăn cơm cùng với cả mọi người nhá các bạn nhá. Đấy, nhộn nhịp hẳn lên. Dạ, vai ficar lá. Bây giờ là mình cũng sẽ bảo mọi người là nấu ăn. Đấy, nấu ăn xong là mình cũng ăn chung luôn cùng với cả mọi người. Mấy cái rơm khô để trên để nhóm than. Taki. Cá vào tay. Vai procura. Này. Ô. Giờ là đi kiếm củi các bạn ạ. Đấy, rất là ai quên. À, ta gì đấy. Tiếp bụt xe cô đấy. Này, lâu lắm mới có cái dịp mà đi kiếm củi đấy. À, rất là hay. Kiếm ở đây thì củi là đúng là thuộc vào bao la bát ngát luôn. Đấy, nhặt các cái ở trên này thì nó khô này. Lấy xin mà đấy. Các bạn thấy hôm nay nhìn cái khu vực này có đông vui không? Mình lên thì đúng vào cái tầm buổi trưa đấy. Đấy, nên vào tầm buổi trưa này thì là mọi người nghỉ trưa là tập hợp. Lại tất cả mọi người tập hợp lại được ở một chỗ. Đây. Thể hiện pha nhóm bếp để cho mọi người gì à? Vai về xôi á. Thể hiện cái pha nhóm bếp để cho mọi người xem đấy là không những các bạn ấy biết à, mà mình cũng biết rồi mà nhá. Tao đi. Ô Sigeru tao đi. Sigeru. Sigeru tan đi. Ha cơm à cơm à để sao xôi. Để sao xôi nhá. Đấy, cái đống rơm là thừa đây để đây này. Là bắt đầu có tác dụng rồi này. Oh.
hôm qua mưa nên là phía dưới nó vẫn còn hơi ướt tí. Turu traze comida, cocina aquí, ya. Ok. Ya. Yeah. Anh bên này bao đấy khác không? Cứ cho hết vào xong mà thổi, nhưng mà mình không cần nữa. Ui, it's okay. Hmm? Ya. Yeah. Oh, uma pessoa vai tirar isso. Não vai ficar freca. Tá bem. Vai lá dentro, vai buscar uma banheira para despejar o frango. Ya, yeah, tá. Não ainda. Aí já. Những cái bếp kia thì dùng bằng củi, nhưng mà cái bếp nướng này là phải dùng bằng than, củi không nướng được đồ ăn đủ ước. Rồi, đây này. Đây, các bạn này. Đấy. Các anh ở đây là cũng biết tự đi lấy cây về trồng đây này. Đấy, hàng loạt những cái cây đại là cũng được trồng vào khu khu trang trại rồi nhá. Đấy. Được trồng hết rồi đấy. Xen kẽ các cây. Đẹp chưa? Thấy bây giờ đã thấy rất là có hồn ở cái khu resort này rồi đấy các bạn. Tá pronto? Yeah. Vai ficar ali, né? Sim. Yeah. Agora eu vou chamar outro, já? Tá bem. Ok. Sim. Ok, các bạn nhé. Đấy, bây giờ nướng mới xong thì có một số anh thì cũng ăn rồi. Mà một số anh thì cũng chưa ăn. Đấy, bây giờ là cũng phải lên đi gọi vì là đang giờ làm ấy. Nên là mọi người cũng tranh thủ làm. Nên là tí khi nào xong thì mới ra ăn sau các bạn. Đấy, đi gọi người về ăn mà thấy mọi người đang thu hoạch khoai tây đây. Đã thu hoạch khoai tây à? Ô thế bây giờ về kia ăn hay là bảo
bê xuống đây nhá. Cho mọi người lên đó ăn được. Lên đó ăn á. Thế bảo mọi người nghỉ tay một lúc ăn. À, vai con mẹ đây, con mẹ đây. Đấy. Đi 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 gọi mọi người đấy các bạn ạ. Đấy. Đấy. Có những người là cũng ăn trưa rồi các bạn ạ. Đấy. Ở đấy, chờ mọi người là chia xong thì bắt đầu là xem là mình đã ăn sau cùng rồi các bạn. Này. Ô cha, ta quy à nhé. Ô quy à. Ôi giời. Già. Sega. Ah, quelli farta là, on in Niger recebeu. Eh, già, né? Già todo. Ah, tudo già. Ok, la seuma. Già. Cui à, né? Mioni. Nhiều quá không? Nhiều quá không? À đấy, sang đi, sang đi. Ừ. Đa số bù gà đi. Đấy, các anh ở bên này là ăn đùi gà chấm với cả muối. Agabo, sang đi Agabo. À, thì ăn với cả muối này cơ. Đấy. Ừ. Cho muối vào trước, ăn sau. Ừ. Cui à? Ừ. Hơi cháy. Mặc gì nồi nướng hơi cháy. Mặc gì nồi ta kè mò nhá. Ôi, kè mò này. Ngon. Ngon. Mùi từ ngon. Cảm ơn chị Yên. À, cảm ơn chị. Ê. Bị đủ. Ôi giời ơi. À. Phô mê. Ừ. Ừ. Đấy, hôm nay là chỉ đến đưa cái bếp đến đây là cho các anh nấu nướng cho đỡ gọi là mưa ướt ở dưới thôi các bạn. Đấy, hai là cũng mua ít đùi gà để test thử cái bếp. À, cũng là rất là ok, nướng ở bên trong rất là ok này. Đấy. Quay lại các bạn xem một lần nữa. Ừ. À, các cái bếp đây. Đây, các cái bếp là sau khi đun xong là do giết các thứ là đọc lại trên này nó có lỗ ở dưới. Mình mua các cái vành xe ô tô đấy, là mình chế lại đấy. Để hàn thêm mấy cái chân thôi, cao lên. À, ok. Đây, xem còn nồi gì đây. À. Mình kiếm đâu mấy củ khoai luộc ấy. Ừ. Luộc khoai. Tắt bếp luôn đâu nữa. Ừ. À. Sao đi đây? Tuy sao đi. Để muối đây bạn này. Chấm muối trắng luôn đi. Ừ. Ở bên này là sống ở bên này là cứ phải theo ở bên này. Thế mọi người ăn uống như thế nào thì mình cũng ăn uống như thế. Tiện đâu là ăn đấy như thế các bạn. Đấy. Chứ không có cao sang mỹ vị như ở nơi khác không. Ừ. Như này là ok lắm à. Đúng không? Rồi ok. Hôm nay là cũng đã test thử xong tất cả là ok hết rồi các bạn nhá. Rồi mình cũng xin phép kết thúc video ở đây, một là để cho mọi người là đi làm, hai nữa là mình là cũng phải đi về. Đấy. Hôm nay có bếp có biếc nướng này thì trời rất là đẹp, không mưa miếc gì cả, không như lần trước là Linh nướng là
toàn bị mưa. Bây giờ mà có bị mưa nữa thì đi vào đây nướng là vẫn là ok. Rồi. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Thích chạy qua trang trại không? Hả? Có thích chạy qua trang trại không? Hả? Fala. Fala bay. Ô. Ây giời. Đấy. Rất nhiều các em dê rất là đẹp các bạn ạ. Mẹ. Mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Sợ, đang sợ các bạn. Mẹ ơi, mẹ ơi. À. Mẹ ơi. Thôi, chạy đi. Đây.